live stream chương trình thi lên Dino Cuba. Dino Cuba thì cơ bản là cũng sẽ trùng một số cái chương trình thi của Đài Xanh Q4. Cụ thể là sẽ trùng các kỹ thuật cơ bản, 3 bài quyền, còn phần đối luyện thì sẽ nhiều hơn Dino Q3 là nhiều hơn 6 kỹ thuật đối luyện. Từ những cái cấp đai này trở lên thì chúng ta phải tập luyện nghiêm túc các kỹ thuật, nó phải nhanh hơn, nó mạnh hơn, nó có lực hơn, có thần, có hồn hơn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trước khi buổi tập thì như thường lệ chúng ta sẽ chào tập, sau đó là chúng ta khởi động. Thì phần khởi động chúng tôi sẽ không có thời gian để khởi động nhiều, mà chỉ khởi động sơ qua. Từ nãy giờ chúng tôi đã chuẩn bị công tác máy móc và đã khởi động rồi, nên là chuẩn bị máy quay và các huấn luyện viên đã khởi động rồi. Thì lát nữa chúng tôi chỉ khởi động qua đại khái để chúng ta biết là sẽ sau phần chào tập sẽ có khởi động. Còn ai tập theo thì chúng ta sẽ kiểm tra các cái chương trình chạy võ trực tuyến, hay là tự học võ ở nhà, hay là chạy võ cấp tốc. Võ Đồng Ngọc Hòa đã dạy trước đến nay đều có khởi động, chúng ta khởi động theo. Giờ bắt đầu chúng ta chào tập. Khởi động sơ qua xong chúng ta làm hôm nay chúng ta sẽ tiếp theo thì chúng ta sẽ đi 3 bài quyền. Anh Hưng ra được thì đọc cho anh Hải đi 3 bài quyền. Hey. Biết. Chào. Tay bài. Yo. Bắt đầu. Lý do không cho nghỉ lâu là bởi vì để kiểm tra thể lực của võ sinh như của vận động viên thôi. Bây giờ thứ hai, hey, nghiêm, đâu, tên bạn, and dũng, yo, bắt đầu. Vậy là chúng ta đã xem xong cái bài tập thứ hai trong cái chương trình thi lên đại học thứ ba. Như chúng ta đã nói là trong chương trình thi lên đại học thứ ba chúng ta sẽ thực hiện 3 bài tập, có bài hands,
viên sẽ được phép nghỉ trong vòng 1 phút, sau đó sẽ thực hiện tập luyện cuối cùng. Tập luyện thứ 3. Hey, nhất, chào. Về phía thi nhân đại, huấn luyện viên người ta sẽ cho vận động viên thi đan xen. Bây giờ sau các nội dung thi, thường thường thi thì sẽ thi tập cơ bản, sau đó thi quyền và sẽ thi đối luyện ở cuối cùng. Và thi ví dụ như thi sau các tập cơ bản thì người ta sẽ cho tốt khắc vào thi để cái tốt thứ nhất được để là nghỉ. Tôi hướng dẫn lại cho chúng ta bài quyền ăn vô đan. Thì trong chương trình thi hiện tại nâu thứ ba nó cùng ba quyền của chương trình thi hiện tại nâu thứ xin lỗi đã sang thứ 4, nên là tôi chỉ hướng dẫn lại bài thứ ba một chút hết, còn lại các bài kia thì bạn đã tập trong cái chương trình trước rồi. Tập cơ bản là gồm có 14, xin lỗi 12 tập cơ bản.
ấn chữ. Thì phần một Jordan, Jordan, Jordan thì ấn đấm cao, đấm trung, đấm cao, thực hiện kỹ thuật hai Kisio tiến đấm chu đan dô đan chu đan đấm trung đấm cao đấm trung thực hiện sâu kỹ thuật ba tiến gạt ghê đan varai jayuki gạt hạ đấm lịch thực hiện kỹ thuật 4 lùi đỡ AVP ra dụng kỳ dạ. Lùi đỡ cao đấm lịch ra dạ, dụng kỳ sơ kỹ thuật 5 tiến đỡ Suto DP ra khung dụng kỳ đỡ ngoài vào đấm lịch thực hiện kỹ thuật 6 lùi đỡ ư chia về dân ra khu dục kỳ lùi đỡ trong ra đấm nghịch thiệt sơ kỹ thuật 7 tiến đá sô cô ghi em yêu chị tấn gen xuôi chị đá gì đọc đó mà đá sô cô ghi chỏ em yêu chị tiến đá Jokowi tấn thứ ba cho MUG tấn gen thực hiện kỹ thuật 9 tiến đá giang tư Mao Siwei tấn gen xua chị thật 10 tiền đá gia cư Mao Siri tấn Kibaruchi gia cư rõ ràng kỹ thuật 11 tiến đá chu đan mây dô đan máu siri tấn gen xua chị mày kỹ thuật thứ 12 tiến đá chu đan mây dô đan máu siri ra cô du kỳ tấm nghịch tấn gen như vậy là chúng ta đã thực hiện xong, chúng ta đã xem xong cái nội dung khi lên tay nâu thứ 3 gồm có 3 bài quyền, 12 kỹ thuật cơ bản và 21 kỹ thuật đối luyện. Đấy là chương trình chính của Liên đoàn Karate Sukhothai quốc tế. Ngoài ra thì các câu lạc bộ có thể cho thi thêm thi đấu đối kháng và thi công phá thêm. Chúng tôi còn cho thi thêm ở tình huống, và đây là cái giáo án
chuẩn của liên đoàn karate Shotokan quốc tế là như vậy. Như vậy là chúng ta đã xem xong cả ba cái nội dung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi miễn phí nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.